người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay ngày 25 tháng 4, giáo hội mừng kính Thánh sự Marco. Thánh sự Marco không phải là một trong 12 tông đồ, nhưng Ngài đã viết nên cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta. Thánh sự Marco được xem như là một học trò, một người con của Thánh Phêrô tông đồ. Và chúng ta biết trước khi bắt đầu cuộc khổ nạn, quân dữ đã đến bắt Chúa Giêsu, thì có một chàng thanh niên sợ hãi bỏ chạy và quân dữ đã túm lấy chàng thanh niên đó. Chàng thanh niên đó đã bỏ hết quần áo của mình để mà chạy, thì chàng thanh niên ấy chính là Thánh sự Marco sau này. Và sau này khi Chúa Giêsu phục sinh thì Marco đã trở thành tông đồ rao giảng tin mừng rất nhiệt thành, là đồ đệ của Phaolô và Barnaba, đã đi đến những vùng đất của Ai Cập để rao giảng, và cuối cùng Ngài chịu phúc tự đạo ở đó. Và chúng ta thấy trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, kết thúc tin mừng của Thánh Marco, Thánh sự đã ghi lại việc Chúa Giêsu thăng thiên lên trời về cùng Chúa Cha. Và trước khi đó, Chúa Giêsu trao cho các tông đồ sứ mạng loan báo tin mừng. Kèm theo sứ mạng loan báo tin mừng là quyền năng của các thánh tông đồ trên thế lực của sự dữ. Và đó là sứ mạng của giáo hội chúng ta ngày hôm nay. Giáo hội và mỗi người chúng ta là thành phần của giáo hội luôn được mời gọi ra đi loan báo tin mừng. Như Thánh Marco đã có một thời yếu đuối, một thời sợ hãi của tuổi trẻ của mình, nhưng sức mạnh phục sinh của Chúa Kitô đã chiếm lấy con người đó và biến đổi con người đó để con người đó trở thành một sứ giả loan báo tin mừng và cuối cùng là chịu phúc tự đạo. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy đừng sợ hãi, vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô vẫn ở cùng giáo hội và ở cùng mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi thi hành sứ mạng đó, loan báo cho muôn dân biết về danh của Chúa Giêsu Kitô, mời gọi họ sám hối để đón nhận tin mừng của ơn cứu độ. Xin Chúa ban cho giáo hội của chúng ta có những con người nhiệt thành, hăng hái lên đường ra đi rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa, biết vượt qua những nỗi sợ hãi và có một niềm tin vững mạnh vào Đức Giêsu Kitô phục sinh. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho giáo hội, cho mỗi người tin chúng ta trong công cuộc loan báo tin mừng.